cùng anh trắng nhẹ lay trong nắng, cơn gió ghé qua đưa cánh hoa bay xa. Cuộc đời này yêu thương lan tỏa như hoa bồ công anh. Này và mảnh sân vườn đây là mọi người biết chúng ta đang ở một vùng quê. Và Hồng Lệ xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Lan Tỏa Yêu Thương. Đây là truyền hình thực tế đi khắp mọi miền đất nước, chia sẻ những câu chuyện đầy ắp tình đất tình người. Và Hồng Lệ sẽ dẫn mọi người đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gần. Và Hồng Lệ đang có mặt tại xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Xin chào mọi người. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công. Đây là cánh cửa. Cái khung thì bằng kim loại, nhưng mà được che bằng những mảnh vải. Thứ này thì người ta thường bỏ đi, nhưng có người tiết kiệm thì người ta sẽ lấy, người ta may áo gối, may những cái tấm trải bàn. Những thứ bỏ đi má gom lại, má tạo thành một cái bức màn. Coi như là thay cho cái cửa, thay cho những cái vật liệu như gỗ, kim loại. Đây là cái sự đơn sơ. Nhưng mà đôi lúc chúng ta nhìn thấy nó có một cái gì đó mà chúng ta phải chạnh lòng. Một cái con người như má, đáng lẽ má sẽ có được một cánh cửa đẹp hơn, kiên cố hơn, chứ không mong manh như cái mảnh vải này. Vì sao? Mẹ ngồi đó, trong miếng trầu cay nồng, sau cánh cửa mở ra. Dáng hình hiện tại đời mẹ và cảnh nhà cho chúng ta lần tìm về một thời quá khứ, đời người mẹ đã sống. Dấu thời gian trên mái tóc bạc phơ, cả bộ ván kê và những vật dụng cũ kỹ hư hao trên nền đất khô lạnh. Tất cả trong yên tĩnh già nua như đang cắt nghĩa hiện thực đời sống nơi này, một thực tại khó khăn đeo đẳng suốt. Cô Nguyễn Thị Lài, người con gái thứ 10 của mẹ Gần, bộc bạch nghẹn ngào. Bị nghèo, nói chú khóc á, sống khổ lắm mà đều ra chịu. Chăm sóc mẹ hàng ngày thì theo đồng tiền nữa thì đủ, mà ngặt con cái anh chị em nghèo không đó, nó lại nó xin dữ lắm. Nó đau khổ, nó đau với nó đói, mình phải cho.
Nhất là cái trận Covid đó đó, là nó xin dữ tận lắm. Nhà nước cho 25kg gạo mà ăn có 20kg à. Hai mẹ con còn nhiều nó lại đi xin cho hết trơn á. Con nhà này tôi không hiểu sao mà lớn nhỏ cũng nghèo hết trơn vậy. Không có tiếp mẹ được, mà mẹ phải tiếp con. Má sống hàng ngày như vậy là nuôi hết trơn con chắc đó. Nó như vậy đó. Những trải lòng rớt nước mắt như từ lâu lắm rồi, sự chịu đựng dồn nén trong tâm tư nhẫn nại với đời sống khó khăn nay được dịp đồng cảm cô lại bày tỏ. Mái nhà quê, hai mẹ con sinh sống, đời mẹ hy sinh đâu chỉ trong quá khứ bom đạn chiến tranh, mất chồng mất con. Đến cả tuổi già gần thế kỷ rồi, nay đời mẹ vẫn bạc tóc vì con vì cháu, những năm đời chật vật dài rộng, khó khổ đeo mang. Và với tình cảm này, sự dai dứt này cũng là điểm kết nối để lan tỏa yêu thương từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến với tỉnh Đồng Tháp, xã Hòa An, tìm thăm nhà mẹ gần. Không khí ngày đầu được gặp mẹ, mẹ vui và nói nhiều với cháu con xa gần. Chừng con dữ lắm à, mua sừng đậu sừng dảnh là hết trơn. Họ đứng mua đứng dậy cái nó sụm xuống sụm xuống nó giật vậy rồi. Là gọi là già yếu à. đi đâu mất vịnh cái này kia nọ chứ không lâu gì đó. Ngã xấu rồi vịnh qua cái này vậy nè. Lần đi chứ không có được. Lần đi dạ. Mà ngồi nó tức, mình thấy người ta đi, mình nó tức đi không được mà gì. Có một lần bà té ngã mà con đi chợ đó, bà té ngã ở nhà, bà nằm 5 tháng luôn á. Ủa nhà mình là có mấy người hy sinh á chị? Không biết. Dạ, ông già với ông anh, cái anh đó lớn á, anh đi trước đó. Dạ. Còn mấy anh nhỏ thì chưa tới tuổi đó, phải đến tuổi bà nội cũng cho đi hết. Bà nói đi coi chết tới đâu. Ông già chết rồi, chú ba chết rồi, rồi tới cháu nội cũng chết luôn. Bà nói mày lớn lên đi, tao cho đi thử coi chết tới đâu. Bà làm vậy đó, bà ghen lắm. Mấy ông bên xã hãy lần nào qua rước qua bệnh không cho gì à. Nếu mà ở đây không cho gì à. Tôi nói nhà không có ai hết trơn. Cái đó là cao quá. Ngồi gì hãy lâu qua không miếng chầu nó buồn hết đi ăn miếng. Thì ở đâu à? Dạ con ở trên tỉnh xuống. Trên tỉnh đó. Dạ, ở trên xã xuống, có mấy bạn ở xã xuống và công ty Lameo. Chuyên về may mặc. Dạ, rồi, đi đến đây để thăm hết trơn. Bây giờ tôi không biết đâu. Dạ. Tôi cũng nhớ, tôi cũng mừng lắm. Tôi bây giờ cái quên hết trơn mà ai tới thì tôi mừng vậy rồi. Vì tôi cũng nhớ hoài. Thưa bà, hôm nay á, tụi cháu tới đây nhân dịp xuân về. Cháu là công ty may mặc Lameo. Có tặng bà một món quà, một cái bộ gối để bà hàng đêm ngủ ấm im. Chúc bà sống khỏe. Quà biếu tặng mẹ từ công ty Lameo và hành trình lan tỏa yêu thương hẹn ngày sẽ được về thăm mẹ nữa. Mẹ gần hay nhắc, mọi người đến rồi về, mẹ nhớ hoài. Ôi cái nhớ của đời già, nhớ con nhớ cháu, cái nhớ cái thương của mẹ trong cảnh sống đơn chiếc, thèm có những trò chuyện và hỏi han. Món quà quý nhất đôi khi không chỉ là những tặng phẩm vật chất mà với lòng người mẹ là được con cháu thế này bên cạnh những vui buồn. Tụi con sẽ quay trở lại thăm ngoại. Má thì bây giờ là cần ngừ cận kề hoài vậy đó, chứ đi chợ thì đi lẹ về mà đi có khi đi về cái má bà muốn bước đầu qua bước vậy đó. Được có lắm khi thì té ngồi đó chờ mình về kéo lên cũng có nữa. Yêu thương lan tỏa như hoa bồ công ơi. Mấy cái này mình để mình làm gì vậy cô lại? Để nấu nước tắm bà già đó. À, nấu nước cho tắm cho bà hả cô? Ừ. Này mình đun lên bằng
mình nhúm bằng củi cho nó cháy đi, cái mình tẩy cái này vô cái nó có than dữ lắm. À, cái này nó cũng mau cháy đúng không cô? Đúng rồi, nó phơi khô hết rồi. Cái này là vỏ dừa, mà dừa gì đúng không cô? Dừa xiêm ăn của mình đó. À, mình ăn, mình uống nước xong rồi mình tận dụng lại cái vỏ. Mình nấu nước cho bà tắm. Rồi. Wow, tiện lợi quá mà môi trường nữa chứ. Ừ, nhờ vậy đó đỡ củi để mình nấu cơm ăn. Dạ. Thôi rồi, sắp đây rồi cô ơi. Rồi. Này là về chắc nấu được mấy nồi nước cho bà tắm luôn à. Cái một bao vậy thì được 4 nồi. Cái này giờ mình đem đi đâu cô? Em vô trại. À rồi, cô đem được. Ờ, ok. Nói không? Dạ nói, dạ nói. Rồi, cô chỉ đi, cô chỉ đi. Cô chỉ đem đi đâu? Đây là trong này. Che chỗ này nó để trước củi nè. Dạ, wow, thấy quá trời củi luôn. Ừ. Đó, thấy vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp quá. Dạ không sao, có gì đâu. Cảm ơn nhiều mà. Ô rồi mình tới mình chất thêm mấy cái nữa. Ôi, từ từ. Đây nè, cái này dễ ấy anh nè. Cái này là củi gì vậy chị lại? Củi này củi xài anh ơi. Củi xài với củi nhãn. Dạ. Yeah. Của người ta cho nè, cái tôi đi lấy về nè. Mà chị để lâu quá mọt không? Bởi vậy, để lâu mọt không nè. Đó là khoai mì. Đó là cây khoai mì. Còn mấy này nhãn nè. Rồi nguyên cái này chụm được bao nhiêu ngày chị? Cái này thì chụm được cỡ chừng 2 tháng là hết rồi. Là anh phải đi lo cái khác, nhưng mà tôi lo tôi để trong kia sẵn rồi. Nhà tuy có hai người lớn tuổi thôi, nhưng mà lại thấy rất là ngăn nắp và gọn gàng. Nghe cô kể là bà sợ, có thể là bà sợ lò ga, bếp ga, nên mỗi ngày cô phải chụm củi nè, để mà nấu thức ăn, nấu cơm, nấu canh cho bà ăn dùng hàng ngày. Và những cái vỏ dừa này đó, thì là cô phải đun lửa lên để mà có nước sôi để cho bà tắm. Đó là cái lời cảm nhận được cái sự kia là chăm sóc người lớn tuổi rất là khó khăn, nhưng mà cô thì cô rất là chu đáo và từng chi tiết một. Thì sáng lại có phụ cô sắp xếp thì lại cảm nhận được cô là một người phụ nữ rất là có hiếu, cô luôn chăm sóc rất là chu đáo đến bà. Tôi mà ở nhà với má đó, thành ra tôi dọn dẹp tối ngày vậy, tôi có cái tật tôi kỹ. Mà tôi kỹ, người ta nói mày kỹ quá, nhà không tiền mà mày kỹ hoài. Tôi nói kệ nó, cho nó sạch sẽ một chút, ta nói nghèo cho sạch mà. Đúng rồi, phải không? Nghèo cho sạch. Nhưng cái nhà này là cái nhà này là cái nhà cũ. Dạ. Còn cái nhà bên cái vách này là cái nhà tình thương phải không chị? Đúng rồi, cái nhà đó là nhà tình thương, còn cái nhà này là cái nhà cũ. Rồi má tôi mới biểu sửa lại đặng đám tiệc đồ này kia, đặng mấy đứa nó về nó có chỗ nó ngủ, chứ để dồn vô đó không có chỗ. Dạ. Mà đó. Thấy cũng nhỏ quá, mà mái tôn thì nóng lắm. Mái tôn thì nóng mà tôn nó hư hết trơn rồi, mà tôi biểu nó lợp thí lên đi con ơi, mình không có mà. Rồi nó lợp đại lên, mấy thằng cháu nó làm tiếp. Dạ. À, cái này là chính quyền người ta hỗ trợ xây phải không chị? Dạ, đúng rồi. Dạ, chị có bao nhiêu anh em? 13 mà chết hết 3 còn chục. Ừ, nói đúng rồi, đừng có nói nhiều. Chị em sao mà không biết làm sao mà nghèo không rồi á. Nó đói lại dưới nó không đủ ăn lại dưới nó đau, nó lại nó xin tiền đang uống thuốc á. Chị còn miếng đất ở phía sau phải không chị? Dạ. Cái này công đất ở này là dưới công đất ruộng đó là ông nội bà nội cho phần của ba má. Dạ, giờ đủ để mà mình sống giáp hạt không chị? Tôi túng thiếu, tôi cho mướn 10 năm mướn dài hạn rồi. Một tháng được nhiều hay một năm? 10 năm 40 triệu. Tôi mới lấy cái tiền đó tôi mới sửa cái ở nhà sao bếp lại, sao bếp cất nấu ăn hồi đó có chút xíu vậy mà nó gãy nó sập hết trơn, cất nấu ăn đó cũng như cái trại củi tôi đó à, cũng như trời củi vậy đó mà bằng cây vậy, cái nó sập nó gãy hết đi. Cái tôi cựa quậy không nổi, cái tôi nói má ơi cho mướn đất 10 năm đi dài hạn đi, đặng mình lấy số tiền bự đặng mình sửa cái này lại. Cái bà nói mày làm sao mày làm chứ tao nhà trước chật hẹp nó nóc nực quá, tao không có ở rồi. Cái bà không chịu ở nhà trước, chữa lần sau giờ bà ở làm sao không đâu ở trước. Dạ thì mua gạo ở chợ, mua gạo ăn theo lẽ như là đủ, nhưng mà cuối cùng thì nó thiếu đó, nó như vậy đó, nó phải chịu như vậy đó. Mà điều cũng đỡ hơn cái hồi mà ông già ông đi làm cách mạng mà không có cơm ăn, nướng đi trốn vô trong đồng ở trong mà nướng ốc ăn mà thay cơm đặng mà làm cách mạng. Lâu lâu vậy nè má đi xuống thăm vậy nè, bà nội bà sửa sạn đủ ở trên trong cái chiếc xuồng vậy đó, rồi có chở một đứa con theo nói là đi mần lúa trong đồng. Tàu ôi xuống tới Mỹ Tho bắt nó quýnh. Cái tôi nhỏ vậy nè, tôi đâu biết, tôi khóc không à, tôi khóc dụm trơn. Cái bắt đầu thấy sao không biết, bà xuống chuồng bà đi đi, kêu má vậy đó, bà xuống chuồng bà đi đi. Má nó đi mần lúa mà rốt cuộc mình đi tải lương đó. Vô thì bà không nói, mấy bữa rồi trong bà gần chết luôn, thiếu ăn, nướng ốc đưa mà ăn á.
Tụi nói vậy. Tụi nghe tụi nói ba, ở nhà ba nướng ốc ăn không chơi chứ đâu có, bây giờ không có cơm ăn hả ba? Không có, con ơi, đều đừng nói con nhớ về, đừng nói với nội, nội buồn. Rồi trong khi là má thì bà già yếu rồi, nhưng mà mình nhớ là cái khoảng đời của bà sống hồi xưa là không có được bằng ai đi, khổ sở đi, bây giờ mình phải lo cho bà nhiều hơn. Nhưng mà má thì tuổi cao rồi cũng không ăn uống gì được bao nhiêu, nhưng mà mình ráng chăm sóc cho bà, mình dái cho bà sống ngày nào coi như là mình khỏe ngày nấy, mình được cái vui ngày nấy. Chị em người ta có chồng có vợ hết, người ta đâu có nuôi được, mình ở đây ráng trả hiếu. Trả hiếu, người phụ nữ không lập gia đình này sống như vậy cả đời để theo mẹ chăm sóc và phụng dưỡng. Cô lại nói, ráng trả hiếu vì các anh chị em khác đã có gia đình riêng. Cô nhận về phần mình cái ráng cho trọn này. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân đã hỗ trợ MC Hồng Lợi để được làm điểm tựa cho những tâm sự trải lòng của cô lại. Khán giả nghe được nơi này đâu chỉ là những câu chuyện dài trên quê hương, gia đình với bao nhiêu là vất vả khó khăn của nghèo thiếu phải không? Mà trong ngôi nhà tình nghĩa này, chuyện người những thế hệ tiếp nối ta thực sự nhận thấu vẻ đẹp của tình yêu. Đời cha ông đi trước, yêu quê hương xóm làng, chấp nhận gian khổ để hy sinh và bảo vệ. Đời con cháu tiếp nối, yêu nguồn cội gia đình, chấp nhận cơ cực vất vả mà nhẫn nại sống trọn tình vẹn nghĩa hiếu thảo. Thăm mẹ để nhận lại bao nhiêu là bài học đời quý giá. Con chào bác. Con chào bác. Tôi cũng cảm ơn hết trơn. Bây giờ sao tới tôi cũng mừng lắm. Bác năm nay được bao nhiêu rồi? Thằng nó quên rồi, có nhớ đâu. Con nghe người ta nói là bác gần 100 tuổi rồi. Ừ, chắc thì quên hết trơn. Bây giờ bác ăn được không? Ăn thì được, cũng hơn chén cơm lưng lưng vậy. Ừ. Bác có ngủ được không? Ngủ ít được lắm. Nửa là gần 11, gần 12 giờ đó để ngủ được một chút. Cũng thôi ngồi dậy, ngồi tới, ngồi lâu hoài, ngủ được. Có ai về đây thăm bác thường không? Có, lâu lâu rồi nó về lần. Có con đó thì nó ở với mình đó, coi như mà nó có vợ có chồng hết rồi, nó đâu có ở với mình. Dạ. Yeah. Bác có bị nhức khớp không? Cũng có nhức rồi nên bác sĩ xin thuốc. Không thôi là bệnh bên xã, bệnh chạy xe qua rước qua bệnh tim, thuốc rồi lấy thuốc uống rồi đi về. Không có đi đâu được. Ra tới thì mừng lắm, mà về có mình ngồi trong ngốc rồi. Mình nhìn thấy lưng tôm rồi nè, da dễ nhăn nheo nè. Thì nhà nước cho gì ăn anh ấy, chứ giờ mình không có mận gì được mà mua chát đó. Yeah. Rồi nhà nước cho gạo, cho tiền cái gì đó rồi mua ăn. Vậy chứ mình cũng không có biết cái gì nữa. Thấy chưa, đâu có đòi hỏi gì đâu mọi người. Rất nhẹ nhàng. Đó, giờ má sống được bao nhiêu năm nữa, chúng ta có cơ hội bù đắp thì chúng ta nên làm. Nhưng ngồi cạnh một người mẹ Việt Nam anh hùng, thì mẹ tóc bạc phơ lưng còm với chiếc áo bà ba sờn dai, tất cả mọi cái nó cũ đến mức mà chúng ta không dám sờ mạnh vào. Nhưng chúng ta hãnh diện, mình thấy mình ngưỡng mộ lắm. Cảm ơn mẹ, người mẹ Việt Nam. Hãnh diện và ngưỡng mộ, điều mà chúng ta có được như tâm tình của nghệ sĩ Trung Dân đồng hành đã chia sẻ trong Lan Tỏa Yêu Thương. Ở đây là tình yêu, niềm tự hào và lòng biết ơn về những hy sinh đóng góp của đời mẹ và gia đình dành cho quê hương đất nước. Lưng còng
bạc tóc tháng năm và nỗi nhớ quên già nua, cùng đó là những yếu đau bệnh tật. Dáng hình mẹ như chạm vào dáng hình quê hương để lưu lại với mai sau không phai tình yêu cội nguồn. Dọc theo những con đường, trời xanh vẫn ngập nắng, lòng mình vẫn trong vắt yêu thương. Kính thưa quý vị, đến với chương trình Lan tỏa yêu thương, công ty La Mèo xin gửi đến mẹ Trần Thị Gần ở Đồng Tháp với những phần quà giá trị 40 triệu đồng và kính chúc mẹ nhiều sức khỏe cũng như sống lâu với con cháu. Cảm ơn Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp, cảm ơn địa phương thành phố Cao Lãnh, xã Hòa An đã phối hợp tạo điều kiện và chung lòng với Đài Phát thanh Truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu trong hành trình lan tỏa yêu thương để chăm lo cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Gần. Thêm những hỗ trợ từ nhà tài trợ La Mèo, tấm lòng biết ơn và tình yêu dành cho mẹ để cùng với gia đình và cô Lại có thêm điều kiện để chăm sóc mẹ Gần tuổi cao sức yếu. Mẹ ơi, cho con gửi quà. Ngài xin chúc mẹ Trần Thị Gần sống lâu hơn nữa, sống khỏe, để cho con cháu noi theo cái gương của mẹ. Kính thưa quý chương trình, kính thưa bà con, hôm nay chương trình lan tỏa yêu thương, nói cái từ lan tỏa yêu thương chắc có lẽ chúng ta cũng hình dung hết được những cái điều mà chương trình muốn nhắm tới. Thì như vậy hôm nay thì đến đây, đến nhà má Gần đây để làm một cái chương trình này, tôi cho rằng đây là một cái điều đáng, rất là đáng quý. Nó vừa mang cái ý nghĩa là giáo dục thế hệ, cũng như thông qua đây cũng hy vọng rằng cộng đồng chúng ta cùng hướng về những tấm gương như mẹ, cũng như có những cái chia sẻ nhất định. Cảm ơn. Đại diện cho thành phố Cao Lãnh, con cũng xin kính chúc mẹ là thật nhiều sức khỏe, sống vui, sống khỏe cùng con cháu mai sau. Dạ, con có phần quà xin gửi đến mẹ ạ. Dạ. Xin cảm ơn chị. Đồng hành với cái chương trình Lan tỏa yêu thương ấy, thì hôm nay công ty La Mèo đến thăm mẹ Gần. Thì cũng nhân đây, công ty La Mèo có gửi đến một món quà tình nghĩa đến mẹ Gần. Thì món quà tình nghĩa đó là những cái sản phẩm của công ty đang sản xuất. Thì sản phẩm này sự là làm từ bông vải mà người ta thường quen gọi là cốt tông. Những người thợ cần phải tới tay nghề, tới mức là nghệ nhân mới sản xuất được sản phẩm này. Thì ở đây công ty muốn gửi một chút tình nghĩa vào trong này đến mẹ Gần. Thì hôm nay tôi đại diện công ty đến tặng quà cho mẹ. Con đại diện cho công ty La Mèo đến thăm mẹ. Dạ. Nhân đây thì công ty có gửi cho mẹ một món quà với số tiền là 20 triệu đồng, chia sẻ được một phần với trong cuộc sống của mẹ. Chú này chú gửi quà cho bác với cái số tiền là 20 triệu, là mong là bác sống vui khỏe với con cháu và nhận món quà này bằng tất cả những cái gì mà chú ấy trân trọng nhất đến với bác. Và hôm nay rất cảm ơn chính quyền địa phương, những người nhà tài trợ đã nhín chút thời gian cho chúng tôi thể hiện được cái tình cảm của mình đối với má Gần. Một lần nữa xin cảm ơn. Niềm vui con cháu xa gần dành cho mẹ, ước mong mẹ thêm khỏe thêm vui. Mẹ vẫn ra vào ngôi nhà ấm tình và ngồi đó ăn trầu, miếng trầu nồng cay tình quê, để kể cho con cháu nghe những ngày quê hương mẹ đã sống. Tựa như mỗi người từ khắp nẻo đường gieo niềm hạnh phúc và lan tỏa yêu thương. Đoạn đường phía trước